Thưa bà con, trên diện tích 3 hecta thì anh Nguyễn Văn Sơn đã xây dựng mô hình trang trại tổng hợp gà, rau, heo lai rừng. Với mô hình tổng hợp này thì anh Sơn có thể tận dụng toàn bộ phụ phẩm nông nghiệp, chủ động được nguồn phân bón cho rau và thức ăn cho heo lai rừng. Nhờ đó tiết kiệm được chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận. Mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để tìm hiểu cách làm của anh Sơn. Mười sáu ngàn con gà mỗi ngày thải ra 250 kg phân, một lứa gà nuôi khoảng 2 tháng, tổng tiền phân bán được khoảng 20 triệu đồng. Bán thì quá rẻ, nhưng không xử lý thì mùi hôi. Anh Nguyễn Văn Sơn nghĩ cần phải có biện pháp để giải quyết lượng phân gà tồn động, đó là trồng rau. Thì mình nghĩ tới việc trồng rau, tại vì lúc đó thì bắt đầu là mọi người chú ý tới sức khỏe về những cái rau sạch, khi mà những cái mẫu test dư lượng trừ sâu rồi đạm rồi những cái chất cấm ở trong rau nó quá nhiều, thì bắt đầu mình nghĩ tới việc là trồng rau sạch. Cái phân gà này thì sau khi nuôi gà khoảng 4 tháng ấy, thì bắt đầu là mình hốt phân gà, thì mình bắt đầu là ủ nấm Trichoderma với cái môi trường là nó ẩm, thì con nấm Trichoderma nó sẽ làm cho cái phân gà nó phân hủy, nó sẽ mùn cái phân gà ra, thì lúc đó thì là mình sẽ bón cho rau là tốt nhất. Phân gà ủ hoai mục kết hợp với phân nguyên sinh để bón rau thay cho phân hóa học. Xác định trồng rau theo hướng hữu cơ, anh Sơn nhổ cỏ bằng tay thay vì thuốc diệt cỏ. Trên mặt luống, anh phủ một lớp trấu mỏng, vừa giữ ẩm, vừa giúp đất tơi xốp khi trấu hoai mục, đồng thời hạn chế sự sinh trưởng của cỏ. Đến lúc mà cỏ lên rồi á, thì cái cây rau nó cũng đã phủ hết cái lượng cỏ rồi, lượng kín của đất rồi, thì giúp cho cỏ nó sẽ bị hạn chế cái tốc độ sinh trưởng lại. 7.000 mét vuông, Sơn trồng hơn 15 loại rau. Một phần để đa dạng chủng loại, dễ bán ra thị trường. Một phần để hạn chế sự sinh trưởng của sâu bệnh. Trồng nhiều loại rau để giúp những cái loại cây này có thể là bảo vệ những loại cây khác á, thì giúp chống được những con sâu bọ nó tấn công. Ví dụ như rau má thì nó sẽ có một loại sâu ăn riêng. Thì kế bên mình sẽ trồng một loại là hành lá hoặc là hẹ, thì nó sẽ có cái mùi ngăn chặn được cái sâu đó tấn công qua những cái loại rau khác. Trồng rau theo hướng hữu cơ, chi phí và công chăm sóc cao từ 2 đến 3 lần. Nhưng bù lại, Sơn có được rau sạch và bán được với giá cao hơn. Còn những cây rau xấu, phụ phẩm thì tính thế nào? Đây chính là câu trả lời. Hơn 100 con heo lai rừng được chia thành nhiều chuồng khác nhau theo độ tuổi. Ngoài lượng rau hư, Sơn chủ động trồng thêm rau lang, rau muống để làm nguồn thức ăn cho heo. Trung bình mỗi ngày, chúng ăn khoảng 100 kg rau. Đồng thời, anh cho ăn thêm cám gạo, cám bắp để đảm bảo dinh dưỡng. Thay vì chọn nuôi heo rừng thuần chủng, anh lại chọn giống heo lai rừng. Con heo lai rừng á, là mình chọn cái con heo mẹ là cái con heo rừng. Còn con heo bố á, là con heo heo ta để mình phối giống. Thì cái con đặc tính của con heo rừng á, thì con heo mẹ thì nó cho sữa tốt hơn, nó có trong sữa thì nó có những kháng thể giúp cho con nó kháng được nhiều bệnh. Còn ưu điểm của con bố là nó sẽ cho cái lượng thịt nhiều hơn là con heo rừng. Khi heo nuôi từ 10 đến 12 tháng, nặng khoảng 50 kg là có thể xuất chuồng. Khi heo được 6 tháng, chúng có khả năng kháng bệnh tốt, anh Sơn sẽ chuyển sang nuôi trên đất thay vì nuôi trong chuồng. Việc mà mình mang ra đây thì giúp cho con heo nó thật sự nó tốt hơn. Nó sẽ săn thịt heo hơn và nó sẽ dai hơn, thơm hơn thịt hơn. Còn nếu mà mình để trong chuồng thì con heo nó ít vận động hơn. Thì càng ngày nó tạo ra nhiều mỡ. Nuôi gà, trồng rau, nuôi heo rừng lai theo hướng hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp anh Sơn giải quyết được toàn bộ những phụ phẩm nông nghiệp, mà còn tạo ra nguồn thực phẩm sạch, vừa bán được giá cao, vừa phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện nay.